Chào anh em, nay mình có ít máy lên cho anh em mình tham khảo nha. Anh em ưng ý kỳ nào thì alo mình, số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Kênh mình bán như thường lệ thôi, anh em chuyển khoản mình bao ship. Còn anh em nhận hàng trả tiền thì anh em chịu tiền ship nha, mình ưu tiên chuyển khoản nha anh em. Tất cả anh em mình cộng đồng nhân dân toàn quốc ba miền Nam Trung Bắc hồi sáng phòng chống dịch nha anh em. Thôi cẩn thận cho nó qua mùa dịch này càng sớm càng tốt, mình hy vọng vậy. Tất cả đây là hàng nội địa Nhật điện 100V nha anh em. Anh em cân nhắc nguồn điện nhà mình nha. Anh em mua cho phải có cái biến áp nha anh em, 220/100 thì mình xài đồ nội địa Nhật nha. Đầu tiên mình có cái này anh em. Mình chia sẻ với anh em cái này. Đây, một cái máy. Một cái máy gửi về mà gửi về nó như thế này anh em, gửi về không đúng hàng của mình. Anh mua rồi anh đổi cái máy hư ra cái bắt đầu anh mới hoàn về mình. Đây. Cái anh này là mình rất là giận anh em. Anh này là 142 khu dân cư An Hưng, An Dương, Hải Phòng nha anh em. Vũ Đức Hải đó anh em, Vũ Đức Hải ở 142 khu dân cư An Hưng, An Dương, Hải Phòng. Mình bán cái máy ảnh là 350.000 cổng ship. Số điện thoại là 0982 927 065. Anh em hãy những anh em đồng nghiệp hãy cẩn thận cái ông này nha, ổng đổi hàng. Đây, mình rất là tức. Anh lấy cái tem cái máy của mình qua cái anh dán qua bên đây. Mình bán là cái máy 350, cái máy của mình. Đây, cái máy của mình là nó có cái tem trắng ở trên này nè anh em, cái viền nhôm nó trên này. Nói viền nhôm này mà cái máy này thì không có. Cái máy là mình chạy rất, còn cái máy này là nó không có được luôn anh em, chạy không được. Anh đổi mình. Mình nói chung là mình quá quá bức xúc. Nói chung là mình cũng đưa cái clip này cho anh thấy cái máy của mình đây. Cái máy cũ của mình. Cái máy mình bán là cái máy như thế này anh em. Đây, cái máy của mình đây anh em. Cái số 3 là cái máy màng anh em. Nè, cái máy này nó không có cái này anh em. Cái này mình chưa vệ sinh luôn nè. Nó có cái lưng nhôm, còn cái này nó không có, của mình có cái lưng nhôm. Đấy, nó trắng hơn, còn cái này đen thui nè anh em. Anh em so sánh coi. Đấy, đó máy mình chạy như thế. Đấy anh em. Mình quá giận cái ông này luôn, Vũ Đức Hải. Vũ Đức Hải 142 khu dân cư An Hưng, An Dương, Hải Phòng. Đó, mình có cái lưng trắng, còn cái này nó không có nè anh em. Không có lưng trắng. Chui mình bán hồi nào giờ đâu có chui tròn vậy. Hàng nội địa đâu có chui tròn. Cái này là cái chui tròn nè anh em. Giờ mình test thử, giờ chui tròn mình phải gắn cái này, cái máy này không chạy được. Shipper ở Hải Phòng kiểu này là mình không tin tưởng luôn anh em. Đây, cái máy chạy vậy nè anh em. Đấy. Nói anh em thấy như ổng cáo đỏ, ổng là người mua mà ổng còn cáo đỏ cái này nè anh em. Đấy, cái máy mình có cái lưng trắng, còn cái này gọi về cái máy xấu hỉnh vậy nè. Ông lột cái tem bên kia, ông dán qua cái này. Mình nói thật, anh Hải, anh muốn cần cái máy này không? Cho anh cái này, đang anh kiếm cái máy khác nữa. Về anh đổi, anh tráo trở cơ nào giống cái máy này anh đổi nữa. Cần không? Anh muốn cần, tặng cho anh một cái máy ngon lành luôn, cho anh đừng có tráo trở cái này. Nói thẳng. Này là mình xin lỗi tất cả anh em ở Hải Phòng nha. Riêng ông Hải này nha, Vũ Đức Hải. Đấy, mình chia sẻ một miếng vậy thôi anh em, mình quá giận anh em. Nè, cục hàng, mình đổi cục hàng hư về cho mình. Chuyển qua. Mình đâu có còn tin tưởng cái shipper ở Hải Phòng nữa anh em. Shipper Hải Phòng mà nói chung người ta shipper người ta giao có tiền thôi. Nhưng mà riêng ông này, ông đặt vấn đề vào cái chỗ đó đó, ông này. Thôi, mình vô nha, xin lỗi anh em nha. Còn riêng ông Hải thì ông phải tự suy nghĩ lại đi. Có 350.000 anh cần cho anh một luôn vẫn được. Nói thật. Thật vậy đấy. Mình quá giận nha anh em. Mình xin lỗi tất cả anh em ở Hải Phòng nha. Tại vì có cái ông này ông làm xấu ở Hải Phòng. Ông Vũ Đức Hải. Vũ Đức Hải là 142 khu dân cư An Hưng nè, An Dương, Hải Phòng. Số điện thoại là 0982 927 065. Anh em bán hàng đồng nghiệp với mình hãy cẩn thận ông này nha.
Rồi giờ mình vô vấn đề mình nha anh em. Đây đầu tiên là cây phan này là chiến đội mình lên clip mà có một anh mua. Có nhiều anh em cũng hỏi mình bán rồi nhưng mà cuối cùng ảnh hồi ảnh không có lấy. Thôi bây giờ mình đăng lên mình bán lại nha anh em. Đây. Điện 100V 430W. Đầu kẹp 10 ly nha anh em. Đấy. Đây. Cho anh em. Rồi đảo chiều nè anh em. Còn phân búa thì anh em chặn qua nha. Chặn qua. Búa đây nha anh em. Đây. Lộn rồi anh em. Búa mình xây không đúng chiều. Đây anh em búa đây. Đấy. Búa đó nè. Còn phân sắt phân gỗ thì anh xây qua. Đấy. Cây số 1. 4,5 nha anh em. Đấy. Mình bán lại y như cái giá y như cũ nha anh em. 4,5 anh em chuyển khoản mình bao ship. Cây số 2 cũng y vậy luôn anh em. Cây số 2 cũng vậy luôn. Cây số 2. Điện 100V. 430W. Đấy. Đây anh em, đây điều tốc độ rất ok nha anh em. Đây đảo chiều dưới này nha anh em. Đây đảo chiều. Phần búa giờ dặn qua nha anh em, dặn trở lại. Đây, búa đây anh em. Đấy. Cái này đầu kẹp 13 nha anh em. Cái đầu kẹp 10, cái này đầu kẹp 13, mình bán một giá luôn. Đây mình chơi đẹp nha anh em. Cây này cũng hơi mới, ốc rồi cũng còn ngon lành nha anh em. Cây số 2 4,5 luôn nha anh em. 4,5. Cây số 3 là một cây vít đây nha. Vít đầu phía nha. Điện 100V 360W nha anh em. Vít đầu phía thì nổi tiếng rồi, anh em hiểu rồi. Đây. Đấy anh em, điều tốc mà nó còn giật cái tay mình luôn anh em. Đấy nha anh em. Thắng là cốp nha anh em, điều tốc ok nha. Thắng là cốp nha anh em, ok nha. Đấy. Cây số 3, 550 nha anh em, chích được phía. Cây số 4 cũng chích luôn nha. Cây số 4 là một cây, cũng cây chích luôn. Makita 400W nha anh em, điện 100V. Này có đèn nguồn nha anh em, vô có đèn nguồn. Đây. Đấy nè. Đây đảo chiều. Đấy. Quá ok nha anh em, ngoại hình là tương đối nha. Đấy, tương đối đẹp nha anh em. Bán luôn cây số 4 5,5 luôn nha anh em. 5,5. Tiếp theo là cây bu lông. Tiêu lông này dây nó hơi dài nha nè, dây dài nha. Đây. Điện 100V. 360W nha nè. Đây. Đảo chiều đây anh em. Đấy. Cây này 6,5 anh em nào mua mình làm lại cho chạy ngon lành nha. Vô dầu miếng dầu cái nữa là chạy ngon lành nha anh em. Rồi. 6,5. Cây số 5. Cây bu lông đầu 1 2. Tiếp theo là một cây cưa đây anh em. Này bán giá ok luôn nha anh em. Đây. Cây cưa. Điện 100V 1050W. Đấy, lưỡi của nó là 165 nha anh em. Lưỡi ok nha. Đấy. Lưỡi màu đen. Đây, ngon lành nha anh em. Ngon lành luôn, ngon lành tầm đầu luôn.
Mùa dịch này bán giá hợp lệ luôn em, có đèn nguồn nha, đèn nguồn vô đây. Thắng nguồn làm luôn nha. Đấy. Cái này, cây số 6 500 nha anh em. Số 6 500. Đấy. Cây số 7 là một cây đánh bóng Hitachi nha anh em, Hitachi nha. Cái này là quá đỉnh nha anh em. Điện 100V 1010W nha anh em. Đánh bóng nó có điều tốc nha. Bình thường mấy cây này mình bán 600 rưỡi, là hôm nay mình bán 500 rưỡi luôn nè anh em. Bán đây điều tốc nè anh em, lên nè, lên nè anh em. Đấy. Đấy. Số 1 rất nhẽn nha anh em, quá ok nha anh em, thấy không? Đấy. Cây số 7 550 nha anh em, 550. Cây số 8 là cây nhắm dây nha anh em, nhắm dây. Điện 100V 430W, nhắm nó 3 phân nha anh em. Đây. Đấy, tay cầm thì nó là chắc chắn. Chắc cú luôn. Đấy. Tương đối nha anh em, tương đối đẹp nha. Đấy. Rồi, cây số 8 550 nha anh em, 550. Cây số 9 là một cây massage. Massage mình đây nay là mình nói chung là về là mình mai lại trên nè. Nói thêm một lớp này nữa là mình mai, cái này là mình mai là mình chồng thêm một lớp nữa. Cái lớp trong vẫn còn, nhưng mà nó hơi ra rách một hai chỗ, mình mai chồng lên một lớp nữa nha anh em. Da mới đàng hoàng, nguyên riêng. Còn da riêng của nó trong, còn da này da mình mới mai chồng lên một lớp nữa anh em, là nó hai lớp xài đã luôn. Đây anh em. Đấy, số 1 chạy em ru rồi anh em. Nè, lên số 2 nè. Đấy, anh em nghe tè tè thôi. Đấy. Chỉ nghe tè tè thôi anh em. Đấy. Số 1 đây. Đấy. Phải là giờ im ru luôn anh em. Phải nó kêu quá đỉnh. Là đẹp luôn nha anh em, đẹp luôn nha. Đấy. Da mới luôn, mình mai nói chung là mình mai luôn. Nhà mình mới mua cái máy mai mai da, thành ra là mình mai luôn. Mai cho anh em ngon lành luôn, để rách rưới rồi anh em chơi tới chơi luôn. Mình nay là mình thay hết. Mình nói chung là không phải thay gì, mình chồng lên một lớp da nữa thôi anh em. Tất cả mấy massage nào luôn cũng vậy luôn. Cây số 9, 7,5 nha anh em, 7,5. Cây số 10 là một cây cắt mini nha anh em, cắt bàn mini, lưỡi hợp kim nha anh em. Lưỡi hợp kim nha, lưỡi cắt sắt, lưỡi hợp kim nha. Đấy. Shinko Tokyo Shinko, điện 100V 610W. Đấy. Đây nè. Kêu là lúc lắc cái dè này nè anh em, cái dè này lúc lắc nè. Đấy, lưỡi hợp kim ngon lành luôn. Cây số 10. Eto cập nhanh nha anh em. Đây, Eto cập nhanh nha. Đấy, cập nhanh nha anh em, Eto cập nhanh. Đấy, cây số 10 900 nha anh em. 900. Đấy. Cây 11 là một cây mài nước đây nha. Đây. Mài nước đây. Cực đỉnh luôn nha anh em. Đá dày nữa là đá dày 4 phân nha anh em, đá dày 4 phân. Chiều này nó là rồi 1 tấc 9, nó gần 2 tấc luôn anh em, gần 2 tấc luôn. Dày 4 phân.
đường kính gần 2 tấc luôn em. Điện 100V 200W nha anh em. Shinko nè, Shinko Tokyo gì đây. Đấy. Đây anh em. Đấy. Đấy, nó được mọc đệm luôn em. Ok luôn. Đấy, thấy không? Quá ok anh em. Đấy. Đây anh em. Đây, màn hình của nó đây. Đây anh em. Đấy. Quá dày luôn anh em. Quá dày luôn. Đổ nước vô đây thì nó có cái nước ra dưới này, anh em phải ém lại rồi đổ nước vô đây anh em. Rồi mài thôi. Đấy. Cây số 11. 1,5 triệu nha anh em, 1,5 triệu nha. Tiếp theo là cây 12 làm cái bình nha anh em. Đây, bình. Bình 12V. 12V 5AH nha anh em. Đây. Ra băng nha anh em. Đấy. Mất in ra băng. Ngon lành luôn anh em. Bình này nói chung mình đang xài xe của mình luôn. Xài rất là chất nha anh em. Đấy. Cộng từ đây anh em. Đỏ đen đây. Đỏ là cộng nha anh em. Đây bình mới nói là ngon lành. Còn anh em nào mà có xe đạp điện thì mua nguyên cây vậy luôn anh em. Đây. Nguyên cây luôn. Đây. Cây của nó đây anh em. Cây của nó 4 bình. Cây của nó là 4 bình đây anh em. Đấy. Còn anh em nào mua lẻ thì bình đây 250 nha anh em. 250 bình nha. Bình Việt Nam mình nó cũng gần 300.000. Bình này 250. Xài rất là ok. Mình xài rồi nha anh em. Bảo đảm với anh em. Nói chung là mình có bán trước đây mấy clip rồi. Anh em nhận hàng rồi. Rất là ok anh em. Anh em có phản hồi rồi lên rồi. Mà bình này xài rất ok. Đấy. Nay mình lên mình còn chút đỉnh nữa. Mình bán luôn đó anh em. Đây 250 bình kèn nha anh em. Rồi clip mình nay có nhiêu hàng đó anh em. Anh em thấy ưng ý cái nào thì alo mình nha. Số điện thoại mình dưới phần tiêu đề nha anh em. Anh em nào chưa đăng ký kênh, đăng ký kênh ủng hộ mình, đó là ủng hộ tinh thần rất lớn anh em. Anh em cho một like, mình rất là cảm ơn anh em rất nhiều. Thôi chào anh em nha, hẹn anh em lại clip sau.